nên là anh sẽ xóa đi, anh không sử dụng con trên layout nữa, anh sẽ sử dụng cái thằng relative layout. Relative này em gõ chữ R này, E này, là TVA đây chính nó à. Nhấn Enter xong thì cái thằng relative layout ấy, cái nguyên tắc của nó ấy, thì các cái thành phần ở bên trong cái layout đấy ấy, nó sẽ được làm chồng với nhau, em hiểu không? Làm chồng với nhau đấy, làm chồng với nhau. Ví dụ như ở đây anh có một cái tag này, ở đây có một cái nút này, thì cái nút này em nhìn thấy không, nó đang bị đè cái tag đúng không, nó che mất cái tag. Thì đấy là cái thằng relative. Nhưng bây giờ anh đang muốn theo cái nguyên tắc, theo cái thiết kế màn hình, thì ở đây là có phải là anh có một cái icon, có một cái ảnh đúng không, chứa cái đĩa nhạc. Thì trong Android nhá, để chứa một cái ảnh em sẽ sử dụng thằng image view đấy, anh sẽ để cho nó là map parent, hay anh sẽ để là 200 dp đấy, 200 dp, 200 dp là cái đơn vị thôi đấy. Sau đấy nhá, anh sẽ Để cho cái image view ấy. nó hiển thị ra được cái ảnh mà anh vừa paste ở đây à, đúng không? Anh sẽ sử dụng một cái thẻ khác có tên là src đấy, em gõ chữ src Ctrl cách à, nó tự ra. Và em chọn hả src, đúng rồi, Càng chôn cắt ha. src nhá, đây lâu lâu nhá, trong đại khái là trong bất kể cái tool lập trình nào đi nữa thì nó cũng sẽ có một cái cho code ấy. Lâm nay là coder mà không thể nhớ được hết tất cả các 100% các loại đúng không, thì nó sẽ cần một cái là gợi ý đúng không. Đấy thì ví dụ như ở đây anh gõ chữ h xong rồi thì nó hiển thị ra đây, sổ ra đây cho anh một đống thằng có thuộc tính mà có cái chữ h đúng không. Đấy thì đấy là cái gợi ý, hoặc nếu như mà nó không sổ ấy, thì em có thể ấn căn trong cách để nó sổ ra, em hiểu không? Đó. Thì em gõ chữ src đấy, chính xác là thằng này này đấy, ấn enter và chọn vào cho anh đúng cái ảnh vừa đấy. Anh cái ảnh của anh là ở trang ở trong Drawable đúng không, thì khi mà cái địa chỉ ảnh mà anh hiển thị lên này nó sẽ là bao gồm là a còng Drawable thuộc tên cái ảnh, em hiểu không? Đây là cái tên ảnh là logo đúng không, đấy anh nhấn enter logo đấy, quả ra cái ảnh không đấy, chưa xong. Bây giờ anh Em muốn hỏi xíu, hả? cho em hỏi xíu Ừ. là anh vừa giải thích cho em là em bật cái trên sọn code của em lên và em code lại, rồi có cái gì không hiểu là em hỏi là anh hay là như thế nào, hay là anh dạy cho Nghĩa em là này nhá, rồi. nghĩa là như này nhá, đây lúc nào như này, thường các bạn kia nhá, thường các bạn kia lúc nào như này, nghĩa là nhá, anh sẽ lúc nào anh sẽ hướng dẫn code đơn giản nhá, ví dụ như hôm nay nhỉ, ví dụ như này nhỉ, anh sẽ chỉ em đại khái là hôm nay mình sẽ làm hai bài thiết kế nhá, hôm nay là anh sẽ chỉ thiết kế nhá, chứ chưa liên quan việc đổ dữ liệu từ từ API vào nhá. Đấy thì có nghĩa là lúc nào sẽ liên quan phần thiết kế, thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em một cái phần này, làm cái màn này và cái màn này đúng chưa, nhưng anh sẽ không hướng dẫn hết, em hiểu không? Anh sẽ giao bài tập cho đại, lúc nào là sẽ có một cái phần, lúc nào anh sẽ dạy khoảng tầm 9 phần ạ, và cái một phần đấy là do là em sẽ làm, em hiểu không? Code ấy thì anh vẫn đẩy lên trên này thôi, thì em sẽ lấy về em để em tham khảo mà đúng chưa. Còn về video thì thật sự video lúc nào là anh không giá, tại sao là những cái khóa trước anh không hề đăng video luôn là là anh hơi có hiện tại thì anh hơi có hơi ít thời gian để chỉnh sửa video lại cho các bạn, hiểu không? Đấy dẫn đến cái trường hợp là anh ít khi anh đăng đấy, thì anh cứ dạy một một kiểu này thôi đấy. Thì hôm nay nhá là chỉ liên quan phần thiết kế thôi, em hiểu không? Chỉ liên quan phần thiết kế thôi đấy nhá. Thì tiếp theo nữa này, tiếp theo nữa nhá, là bây giờ anh muốn cái ảnh của anh nó căn ra giữa, được chưa, nó căn ra giữa. Thì trong cái thằng layout nhá, nó sẽ có một cái thuộc tính là graffiti. Em nhìn chữ graffiti không, gra em nhìn không đấy,
Graffiti nghĩa là gì? Graffiti nghĩa là điều chỉnh bố cục của các item ở trong cái layout này. Em hiểu không? Thì khi anh gõ chữ graffiti nó ra sổ cho anh một đống gợi ý này. Center vertical, center, center horizontal, head, bottom, top, right, clip, clip vertical, clip horizontal, end. Đúng là cái vị trí của các item ấy ở trong này sẽ như thế nào là do cái thằng graffiti quyết định. Em hiểu không? Dạ, hiểu ạ. Đấy. Ví dụ anh để là end chẳng hạn. À đâu? Anh để là bottom chẳng hạn. Ngay lập tức em sẽ thấy cái ảnh nó bị di chuyển xuống bên dưới cùng, đúng không? Bottom, bottom nghĩa tiếng Anh ấy nghĩa là bên dưới. Em hiểu không? Đấy. Hay là top. Thì top thì nó mặc định ở bên trên rồi, đúng chưa? Đấy. Và còn bây giờ muốn anh căn giữa thì là dùng cái gì? Thì nó có cái thằng em nhìn thằng center. Center nghĩa là giữa, nghĩa là giữa trung tâm ấy. Đấy, anh cho là center. Nhìn chưa? Có phải nó ra căn giữa ở đây không? Đúng chưa? Ok. Đấy. Cho em hỏi là sao mình không dùng thằng Gravity trong cái image view mà mình lại dùng thằng Gravity ở trong cái relative layout. Đây nhá, lúc này là đây là một cái cách để căn item đúng chưa? Hoặc là bây giờ ví dụ đây là Luna là đây là căn cho đây là cái căn vị trí của cái các item trong layout theo cái cách là theo hướng Luna như kiểu đây nhá, Luna như kiểu này. Đây đi. Đây đi, ví dụ nhá, ví dụ cái layout của em đây và em muốn nó ở giữa, được chưa? Em muốn cái item này của em ở giữa đúng không? Đấy, ở giữa thì đấy là sao em dùng cái graffiti và vừa anh chỉ ấy là cái layout tác động vào cái item đúng chưa? Em cứ hiểu lốp la là đây nhá, đây là thằng con này, đây là mẹ này, thì đây là cách mẹ mẹ tác động vào thằng con là bắt buộc các con của tao phải làm trong ở giữa. Thì tí ví dụ như kiểu có một cái item khác này thì Nằm nó ở giữa luôn. cũng nằm ở giữa luôn đấy. À, ok, hiểu rồi. Đấy nhưng mà vì đơn giản thôi, tại cái là ông trời sinh vo bố mẹ sinh con trời sinh tính, đơn giản. Ví dụ ông con này ông ấy muốn nhận cái sự tác động này từ thằng mẹ chẳng hạn thì mình sẽ căn theo cái thằng image view này. Em hiểu không? Đấy. Đấy là tùy cách code và tùy cái giao diện màn hình. Em hiểu không? Thì bây giờ muốn cái thằng image view nó căn giữa chẳng hạn mà nó không chịu tác động thằng mẹ thì phải làm thế nào? Thằng mẹ bây giờ đang bắt nó ở trên đúng không? Đấy, thì em sẽ sử dụng cho anh một cái thuộc tính là center in parent. Em nhìn chữ center in parent không? Enter à. Em đặt cho anh là true. Đó. Thì Ủa có sao nghĩa mình là không dùng lại cái thằng kia? hả? Sao mình không dùng lại? Ý là sao mình không dùng lại cái thằng Gravity? Em hiểu không? Bây giờ gravity nhá là dành cho thằng mẹ tác động vào các cái thằng con. Đúng không? Nhưng nếu như mà em để ý một chút là thằng image view này, hiện tại nó không có một thằng con nào bên trong nó cả. Đây thằng mẹ em nhìn này, thằng mẹ nhá, đây là thẻ đóng của thằng mẹ đây này. Đây là thẻ đóng, thẻ mở của thằng mẹ, còn đây là thẻ đóng này. Thì có phải là đây thằng image view nó đang là con của thằng relative layout không? Đấy. Thì nó sẽ thì nó sẽ không có con để mà tác động cả cái bây giờ nếu như em dùng đơn giản này nhá ở trong này gravity nó không hề có luôn ấy, nó cũng không hề có bởi vì sao, bởi vì thằng image view mặc định image view mà nó chỉ để hiển thị ảnh nó không để nó không chứa một thằng con nào cả em hiểu không, nên là Android nó không có nghĩa luôn là Android nó khóa chức năng sinh sản thằng này nó không cho thằng này đẻ con ấy kiểu ấy kiểu Dạ, em hiểu rồi. vô sinh di truyền kiểu kiểu đấy hiểu hiểu về thuộc tính center chưa. Dạ rồi, ok. Ok đấy nhá, đấy là cái thằng thế là xong màn đầu tiên rồi đấy đúng chưa, em hiểu cái cách làm màn đầu tiên chưa. Dạ rồi. Đấy nó easy à, nó easy à, trông thế có nghĩa là lúc ra nếu như mà em hiểu được cái cơ bản đấy, những cái cơ bản đấy thì đại khái mọi thứ nó đơn giản lắm, nắm vững cơ bản đấy. Đấy như kiểu lắm khi em đi tán gái chẳng hạn, tán gái chẳng hạn mà em bây giờ em nắm vững cơ bản, ví dụ như kiểu bố mẹ nó
bố mẹ con bé đấy làm cái gì, hay là đơn giản nhất là ví dụ nắm vững cơ bản là ví dụ em phát hiện ra là con bé ăn tám có em trai đấy, thế là vào một ngày giông bão đẹp trời em phi xe đến em vứt cho thằng em trai của con bé đấy 500.000, bảo đây hôm nay anh sẽ đưa chị đi qua đêm, mày xử lý bố mẹ họ anh nhá, đấy đúng không? Đúng không? Đấy, có nghĩa em một khi em nắm được cái cơ bản rồi ấy, thì làm cái gì cũng dễ. Hiểu không? Hiểu hiểu vấn đề chứ. Vấn đề là bây giờ em có hai câu hỏi, À? là ý là bây giờ em có hai câu hỏi, Ừ. là hồi nãy trên cái thằng Realtek layout á, là em thấy là nó có hai thuộc tính, một là gravity, hai Ừ. là layout gravity, là khi nào mình dùng cái gravity và khi nào mình dùng cái layout gravity ạ. À ok. Cái thằng layout gravity nhá, hay thế này đi, anh sẽ lúc nào nhá, hôm nào nếu thế này, nếu như này đi được chưa, em à nếu nhá, hôm nay thế này thôi, hôm nay mình sẽ chỉ nên nghiên cứu một cái thằng này và anh sẽ chỉ em cái thuộc tất tần tật về thằng Relative Layout được chưa, hay là tất tần tật về Relative Layout, và anh sẽ giao cho em một cái bài tập về nhà nhỏ nhỏ để em làm để em hiểu được cái thằng Relative Layout này, ok không? Đấy đấy rồi, ok bây giờ bắt đầu này. Anh xóa đi, tạm thời xóa đi, bây giờ anh sẽ à không xóa đi quên, anh sẽ set tweet cho ông này, thằng này thành 100 pixel trước, à 100 dp trước, hay của anh cũng cho nó 100 pixel chưa. Và bây giờ này, trong này anh sẽ có một thuộc tính là thằng lay layout sĩ từ graffiti không tồn tại, đúng chưa, không hề tồn tại, không hề tồn tại có thuộc tính layout graffiti, bởi vì thế này, hôm nay là cái thằng Creative Layout ấy nó đặc biệt một cái là lúc ra là các cái item nó chồng chéo với nhau, nó không có một cái sự gọi là sắp xếp gì cả, đúng chưa, thì muốn sắp xếp được thì em lúc ra là em sẽ dùng các cái thuộc tính khác. Còn về cái thằng layout graffiti để giải thích nào cho em hiểu cái layout graffiti này, đây cái thằng layout graffiti sẽ được sử dụng trong trường hợp nào, đơn giản nhá, trong trường hợp cái thằng này nó là thằng layout và layout nó chắc chắn nó sẽ khác cái thằng khác khác hoàn toàn so với Relative Layout, em hiểu không? Thì cái thằng layout là các cái item của nó được sắp xếp và là sắp xếp theo kiểu theo một cái kiểu quy định từ trái sang phải hoặc từ trên dưới, và nếu như em sử dụng cái thằng layout ấy, thì các cái item của em trong này sẽ được sử dụng cái layout graffiti. Đấy, em hiểu không? Layout vừa lấy nhá, vừa lấy à, vừa lấy à. Vừa lấy khi anh dùng Relative Layout ấy mà anh muốn chỉnh cái thằng này ra giữa ấy, thì có phải anh bắt buộc anh phải sử dụng cái thằng Center Inparent bằng chu nó mới ra giữa cho anh đúng không? Đấy. Còn bây giờ nhá, nếu như mà anh sử dụng thằng Layout à. Đấy, Layout này. Mà anh vẫn cũng muốn thằng này ra giữa thì anh phải dùng cái thằng nào, thì nó sinh ra cái trường hợp layout graffiti center, Thấy rồi. nó ra giữa theo chiều dọc thôi, nó hiện tại nó mới ra giữa theo chiều dọc thôi, relative layout cái thằng layout graffiti ấy, nó cũng là một cái phương thức khác, nó cũng là một phương thức khác để tác dụng đến cái vị trí, để tác dụng đến cái vị trí của cái thằng con, nhưng mà nó tác dụng của con này lên thằng cha, em hiểu không? Nhưng mà đơn giản này thôi, hôm nay ví dụ như kiểu đơn giản này nhá, không phải thằng cha nào cũng mềm mỏng và cũng dễ tính để cho thằng con tác động đúng không, đúng chưa, đơn giản nhá, ví dụ đơn giản, ví dụ như ở đây nhá, ví dụ như anh đi đây được chưa, bây giờ anh xin bố anh một bố anh cho con xin 100.000 con đi trích thuốc phiện, đúng chưa? Đấy. Chắc chắn là bố anh không cho đấy, con muốn trích thuốc phiện, con muốn vị trí xã hội của con phải đi ở tầng dưới, chắc chắn bố anh không cho đấy, được chưa?
Nhưng mà ví dụ như em đi có một cái ông bố làm như kiểu là làm như kiểu hip hop hay underground hay là lâm la dân xã hội ý. Đấy. Bố ơi, có con xin 100.000 con đi mũi đá cái đập á. Ok, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Đấy, đúng không? Nó khác hoàn toàn không? Đấy. Thì có nghĩa là tùy thuộc vào cái thằng con này, ví thằng Imekview nó đang đóng vai trò một con nhưng nó lại là con của thằng Lào. Đúng chưa? Vì nếu như nó là con của thằng Reality Layout ấy thì ngay lập tức cái thuộc tính của layout graffiti ấy nó không có tác dụng gì cả, em hiểu không? Đúng chưa? Nó không hề căn ra giữa cho anh, đúng không? Em nhìn không, nó không hề căn ra giữa mà nó phải mềm mỏng kiểu khác đấy. Nó phải mềm mỏng, nó phải sử dụng như kiểu là dùng cái thằng center in để cho nó căn ra giữa, đúng chưa? Đó, em hiểu đoạn này không? Ok, đoạn này em hiểu Đấy rồi. đấy, thì đơn giản thôi. Ví dụ như kiểu anh xin một bố trăm 100.000 để đi đập đá, anh bố anh không nói trực tiếp, bố không cho, anh phải xin lại Bố cho con xin 100.000 con đi đóng tiền học đấy, nhưng thì bố ấy lại cho đấy, kiểu thế, hiểu không? Đấy thì đấy là cái thuộc tính về cái thằng Red Tip Out. Bây giờ nói tiếp này về cái thằng ông Red Tip Out nhá. Thì bây giờ muốn căn cái item mà anh sẽ chỉ em cách căn item về tất tần tật các góc ở trên này. Đấy. Ok. Đấy thì bây giờ nhá, ví dụ bây giờ lúc đầu tiên là anh muốn anh căn ra giữa thì anh sử dụng cái thuộc, ôi bỏ mẹ, ấn căn cho ép rồi. Anh dùng cái thuộc tính là center in bằng two, đúng không? Là căn ra giữa, đúng không? Bây giờ nhá, bây giờ anh muốn này. Anh chỉ muốn căn ra giữa. Đây, lúc này anh chỉ muốn căn ra giữa đoạn này thôi. Đúng chưa? Thì anh làm thế nào? Đấy. Thì nó sẽ có một thuộc tính trong Android, màn hình nó sẽ chia ra làm kiểu vertical và horizontal. Đấy, vertical nghĩa là sao? Vertical ấy, em hiểu rồi. Là các cái chiều, là chiều vertical là chiều từ trên cho xuống dưới, là chiều này à? Là. Đấy, Là chiều còn dọc, chiều dọc. horizontal, đúng rồi, horizontal là chiều từ trái qua phải. Đấy, thì bây giờ anh muốn căn ra giữa. Thứ nhất là căn ra giữa ở đây, đúng không? Thì chắc chắn là cái thuộc tính của anh sẽ có thuộc tính là center, là cái thứ nhất, đúng không? Và nó đang từ trái qua phải mà, thì chắc chắn cái thuộc tính anh sẽ có chữ horizontal là cái thứ hai, đúng không? Em hiểu không? Thì bây giờ em chỉ cần có chữ center. Em nhìn thấy có chữ center horizontal không? Đấy, bằng true. Đấy, có phải là nó sẽ căn căn giữa giữa theo chiều ngang cho anh, đúng không? Tương tự như vậy, nó sẽ có một cái tính là thuộc tính center in parent, à center vertical. Vertical là chiều từ trên xuống dưới. Ô, bỏ mẹ. Đúng không? Anh cũng để cho bằng chu. Có phải nó sẽ căn ra đoạn này cho anh không? Em hiểu không? Hiểu hiểu vấn đề chưa? Đấy, đấy là cái thằng vị trí. Nhưng chưa hết. Bây giờ đơn giản này thôi. Anh muốn nó ở bên dưới cùng bên này thì làm nào? Dưới cùng, vừa anh chỉ cho em ấy, bên dưới là gì? Chu Bên dưới ở bên dưới button, đúng rồi. Đấy thì cái của anh sẽ là em chỉ cần có chữ button thì em sẽ button luôn. nhìn ngay thấy một cái là layout ship trừ agin parent button, nhìn nhá, enter, anh sẽ để chu quả nó xuống bên dưới luôn không? À, đấy, Ủa xuống bên dưới. Hả? vậy con phone, vậy con phone là sao? Bằng fail. Fail nghĩa là không. Fail nghĩa là không. Hiểu không? True là đúng, fail là sai. Đấy, hiểu, em cứ hiểu lúc nào thế. Đấy, đơn giản. Bây giờ tiếp tục nữa này. Đấy, tiếp tục nữa này. Bây giờ muốn, anh muốn nó sang bên tay phải thì làm nào? Right, tay phải là Right, đúng không? Đúng chưa? right. Đấy. Thì ở đây nhá, anh sẽ xóa hàng đi. Right đúng không? Em gõ chữ right. Em lại nhìn tiếp tục này. Nhìn thấy chữ layout agin parent right không? Bằng chu. Đó, đúng không? Bên phải đúng không? Ok. Thế bây giờ bài toán khó nữa này, bây giờ bài toán khó một chút này. Bây giờ anh muốn cái tem của anh nó ứ bên phải nữa này. Hay là bây giờ anh muốn nó ở dưới này thì làm nào? Dưới đó
Ừ. như đó, gần như đó. Bên phải mở dưới là right vertical. Không, right là đúng rồi, là không phải vertical. Ôi, đây thì anh chỉ ra. Nghĩa nhá. Bây giờ đầu tiên nhá, anh muốn nó ở, nếu là ở bên dưới này chắc chắn nó bên phải đúng không? Thì chắc chắn là sẽ có layout again parent right bằng true là bên phải là cái chắc rồi, đúng chưa? Nhưng muốn ở thêm bên dưới thì đơn giản thôi, em chỉ cần gõ thêm một cái thuộc tính cho nữa nó nữa là cái vừa đấy anh chỉ ấy là parent button cũng bằng true. Có em hiểu không? Nó sẽ kết hợp hai cái lại với nhau. Tuyệt vời anh ơi, tuyệt vời. Có gì đâu tuyệt vời. Hay hay hay. Đấy, cái là nó nhiều cái hay còn hay ho này nhiều, đây chỉ là cơ bản thôi. Cứ từ Nhưng từ hả? cái tính của em, ý là cái tính của em á, khi mà em có những cái nào mà em thắc mắc nhưng mà có một người giải thích, em hiểu được là kiểu giống như là cảm giác được thỏa mãn anh, cảm giác sướng lắm. Anh là kiểu như vậy. Ok, thế thế thì cứ theo cá vậy đi, anh chỉ hết cho, anh biết thì anh chỉ hết thôi. Dạ, em cảm ơn. Nói thêm Ok. lại cảm ơn. Và Đấy bạn nhá. nên em Hả? cái buổi đầu, bạn nên em cái buổi đầu tiên á, em mới em nói với anh là mong anh kiên nhẫn em là ở cái điểm này nè. Thật sự là mong anh kiên nhẫn em ở cái điểm này vì trên lớp em không dám hỏi. Ui Sau sao lại chuyện không đó dám cũng hỏi hỏi, cô giáo. hỏi mạnh vào cô thầy thầy giáo với cô giáo dạy. Dạ, cô giáo dạy. Ui cô giáo dạy mà không hỏi sinh không, cô giáo sinh không, à chắc là có chồng rồi đi. Thế không dám hỏi là đúng rồi. Ok không, chứ còn anh vô tư, anh không biết gì, anh biết cái gì anh chỉ, anh biết cái gì là anh sẽ chỉ cái đấy đấy, bởi vì lúc nào như thế này cũng đơn giản này thôi. Mấy ông Việt Nam trông thấy nhiều ông xấu tính của bố rồi, mẹ nhiều ông cô đơn xấu tính của bố ấy. Thực chất nhá, lúc nào là hồi xưa anh học Android ấy, là lúc nào thầy anh dạy một câu à, kiến thức phải mang tính kế thừa, em hiểu kế thừa truyền từ cha sang con ấy, truyền từ cha sang con nó gọi kế thừa chính, hay là truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì thầy anh nghe câu anh hay vậy, nghe thấy hay vậy, kiến thức phải mang tính kế thừa, nhưng ở trong code Việt Nam ấy đơn giản nhá, ví dụ như kiểu là em biết cách hack nick Facebook của bạn gái chẳng hạn, em có giờ em sẵn sàng chia sẻ cho với thằng khác không? Cái việc hack thì nó em nghĩ Không nó xấu không, quá. anh lấy ví dụ thôi, ví dụ đơn giản không xấu, đơn giản đây nhá, đơn giản này, ví dụ như kiểu này, anh em biết cách tán đổ một cái con mèo, em biết cách tán đổ Ngọc Trinh đi đấy, em có dám chia sẻ cách đấy với một cái, với một cái thằng đại gia, với một cái thằng như khác nhiều tiền hơn em không? Có, nếu mà mình biết một cái gì đó hay mình chia sẻ cho họ, biết đâu là họ cũng chia sẻ lại cái hay của họ cho mình. Nhưng mà nếu khi chia, như nếu thế em có sợ là nếu như chia sẻ xong, nếu như em đang yêu Ngọc Trinh, em yêu Ngọc Trinh vẫn cứ tự rồi cuộc sống này của tôi với tôi không thể thiếu Ngọc Trinh được đấy, thiếu Trinh thể tôi không thể sống được, không thể ăn được, không thể làm gì được đấy, thì liệu em có dám chia sẻ không? Trường hợp đó thì em không nghĩ tới. Đấy thì cô đơn Việt Nam ấy, cô đơn anh với cô đơn Việt Nam tuy thi thoảng thôi, thi thoảng em mới gặp thôi, nó sẽ bị một cái trường hợp như này. Đấy, biết một cái kiến thức nhưng ngại chia sẻ à, em hiểu không? Đấy, biết kiến thức chia nhưng ngại chia sẻ nên là dẫn đến trường hợp là thực ra coder Việt Nam thì vẫn phát triển đấy, nhưng mà đại khái là cái kiến thức ấy nó ít chỗ ít nơi mang tính kế thừa đấy, em hiểu không? Ít nơi mang tính kế thừa nên là anh vẫn cái tâm đắc cái câu kiểu thầy anh, có nghĩa lên là anh biết cái gì ấy anh đều chỉ hết nên là không vấn đề gì đâu, em hiểu không? Nên nếu em thắc mắc chỗ nào ấy là không thắc mắc chỗ nào ấy thì cứ hỏi thôi, không hỏi được nữa, nếu như hỏi ai hỏi mà anh không giải quyết được, hai anh em cùng tra Google, hiểu không? Hiểu, hiểu vấn đề chưa? Đấy đơn giản, Ok ok anh. nó easy game không mà đấy. Rồi này, bây giờ là kết hợp được hai thuộc tính này, bây giờ nếu như anh muốn nó ở giữa nhưng ở chỗ tầm giữa kiểu này thì làm thế nào? Theo em thì làm nào? Thêm một thuộc tính vertical nữa. Đúng rồi, chính xác, vertical, chính xác, vertical. Đấy.
anh sẽ không cho nó bên dưới nữa, anh sẽ cho center vertical bằng two đấy, đúng không? Đấy, hoặc đơn giản hơn hoặc khó hơn chút là bây giờ anh muốn giữ ở đây thì như nào? Dựa ở dưới đó thì thay đổi center vertical thành center horizontal và thêm một cái bottom nữa. Đúng rồi, chính xác chính xác chính xác chính xác chính xác đấy. Có nghĩa là bây giờ mình không ở right nữa, cũng không là center vertical nữa đấy. Anh thấy chú hiểu bài tiếp thu nhanh phết đấy. Anh quá lời cho em hơi chậm. Vâng, Em chậm chậm lắm. thế là nhanh rồi, yên tâm. Đấy, bottom này đấy, xong tiếp theo là center horizontal bằng two đấy, ok chưa? Đấy, đấy là cái quy định hôm nay. Nếu như mà em sử dụng relative out thì hôm nay em nên lưu ý cái thằng quy định đấy, những cái thằng pattern ấy. Nếu nó gọi lúc là cái bọn mà anh vừa anh chỉ bọn em ấy, nó gọi là layout pattern đấy, nó layout vị trí đấy kiểu đấy. Rồi bây giờ này khó một chút này, đây là level sẽ khó một chút. Ok nhá, bây giờ thằng này anh sẽ cho là ở giữa, được chưa? Center horizontal impedance này bằng chu này đấy, anh sẽ copy một thằng khác paste xuống dưới này, xóa thằng này đi. Bây giờ level sẽ khó một chút à, đây đây đơn giản là đúng mà. À, anh thích ngắm gái xinh lắm nên là anh sẽ lấy ảnh gái xinh. Ui, nóng bỏng vừa là đó. Mẹ nhìn em này đêm không ngủ được không ạ? Đây anh sẽ cho nó thành đấy, đưa ra đây đơn giản này, em này sẽ là một em DJ hiểu chưa? Bây giờ nhá, anh sẽ bây giờ này Nhìn mất tập trung quá. bây giờ đây DJ không từ từ đó. À, xem nào. Cho anh bảng đi. Đây không, ảnh này mới rõ ảnh anh bảng này. Đấy. Quét rồi đây. Bảng K. Đấy. Đây là sẽ là bảng K. Đấy. Được rồi, ok, bây giờ này. Bây giờ nhá. Anh hiện tại anh bảng đang ở giữa trung tâm của trung tâm lôm nam, trung tâm của một cái sàn nhảy. Bây giờ anh muốn cái em này ở trên đầu anh bạn, để ở trên đầu anh bảng ấy thì làm thế nào, được chưa? Đấy. Đầu anh bảng thì làm nào? Thứ nhất nhá. Trong Android nó có một cái mà để phân biệt giữa tất tần tật các item ấy. Đấy, nó sẽ có một cái thuộc tính là thuộc tính ID. Em hiểu không? ID thì ở đây anh sẽ em chỉ cần có chữ ID à. Đấy nó sẽ ra Android 2.id à. Em enter. Và tiếp theo đó là em đặt a cộng cộng id, nghĩa là gì? Cái đoạn này ấy, nó sẽ là cú pháp mặc định của thằng Android, em hiểu không? Còn sau đấy, sau cái dấu chuột à. Sẽ là cái id mà em sẽ đặt tên cho cái item đấy. Ví dụ như anh bảng này, anh sẽ đặt tên cho id là anh bảng. Đó, được chưa? Đấy. Và bây giờ anh muốn em này ở trên anh bảng đấy thì anh sẽ sử dụng một thuộc tính. Nó là thuộc tính layout, em chỉ cần gõ chữ này. Ở trên có thằng này không nhỉ, đây lôm la như này đấy, lôm la như này ở trên, có nghĩa là anh muốn ở trên anh bảng ấy thì trong Android nó có một thuộc tính là bò. Em nhìn thằng bò phê ạ. Vừa anh gõ anh test thử ấy. Bo ve nghĩa là thế nào? Khi bo ve, khi layout bo ve có nghĩa là xác định là cái image view này nó sẽ ở trên một cái item nào khác, em hiểu không? Ở trên một cái item nào khác ở trên màn hình đấy. Ví dụ như kiểu vừa anh đặt ID cho cái anh bảng, cái ảnh kia là anh bảng không, bây giờ anh muốn nó ở trên cái ảnh anh bảng thì anh chỉ cần bo ảnh anh bảng
nó sẽ là ra. Ô anh Bảnh nhìn không rõ nhỉ, từ từ nhá, cái về sau anh sẽ hướng dẫn cho em cái thuộc tính của cái thằng Effect View về sau, em hiểu không? Anh chỉ nhìn này cho nhìn rõ hình anh Bảnh thôi. Đấy, bây giờ có phải là em ấy đang ở trên đầu anh Bảnh đúng không? Đấy, trên đầu anh Bảnh, và anh thêm cái thuộc tính nữa là sensor horizontal bằng chu. Có phải là bây giờ đây nhá, bây giờ phân ra này. Thứ nhất là cái em này nó đang ở center horizontal, nghĩa là đang căn giữa theo cái chiều ngang, theo chiều trái có phải rồi đúng không? Được chưa? Nếu như mà chỉ căn giữa theo chiều trái có phải thôi ấy, thì nó em sẽ ở trên này. Nhưng bây giờ muốn xác định nó, em nó ở trên một cái item nào khác ấy, là trên đầu anh Bảnh chẳng hạn, đấy. thì em chỉ cần thêm cái thuộc tính là layout bò đấy, là sẽ ở bên này, được chưa? Đấy, hoặc đơn giản nhá, bây giờ ví dụ anh có một anh Bảnh khác, anh có một anh Bảnh hai, anh sẽ đặt ID anh Bảnh hai. Anh Bảnh hai này là anh cho ở cái Boston đấy, anh ở hai ở bên giường Boston. Bây giờ anh Boston và cũng cũng căn giữa đi, cũng căn ở giữa đi. Bây giờ anh muốn em này ở ngồi ở trên đầu anh Bảnh hai cơ, thì cái layout boy của anh này, anh sẽ sửa cái ID thành anh Bảnh hai đấy, thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ chuyển lên, nó sẽ làm ở trên trên đầu cái thằng anh Bảnh này, em hiểu chưa? Hiểu hiểu ngay không? Hiểu rồi. Đấy, Em hỏi cái là thành ID với thành cộng ID nó có khác gì không anh? thằng cộng ID ấy nghĩa là tạo ra một cái ID mới, còn thằng ID là sử dụng cái ID đã tạo ra, hiểu không? Đấy, thì bây giờ đơn giản đấy nhá, bây giờ lúc nãy là em ấy đang ngồi trên đầu anh Bảnh này đấy. Em đang ngồi trên đầu anh Bảnh này đấy, bây giờ anh ấy, em anh muốn em đấy nằm ở dưới anh Bảnh cơ đấy, thì làm như thế nào đấy, thì làm như nào, thì trong cái thằng này nhá, trong đâu rồi, cái em ấy đâu, em ấy đây, em đây, trong thằng Android này. Tiếp theo ấy, layout bo là bên dưới này. Tiếp đến nữa là bi lao, à bo là bên trên, còn bi lao là ở phía dưới, đúng rồi, chính xác đấy. Anh Bảnh hai ở trên không, anh Bảnh hai thì quá rồi, anh Bảnh thôi, nằm trên bên dưới anh Bảnh thôi đấy. Xong đấy, center thôi, center bằng chú đấy. Thì bây giờ nhá, ngay cả khi một khi anh đã thằng cái anh Bảnh này anh xóa cái invariant của anh ấy đi, thì mặc định là em này vẫn nằm bên dưới anh Bảnh, đúng không? Mặc định ấy, em hiểu không? Ví dụ cả kẻ nhá, cả kẻ nhá, cả kẻ bây giờ anh cho cái anh Bảnh này ở bên dưới, ở bên dưới Boston này bằng chu rồi, mặc định nó vẫn luôn luôn nó nằm bên dưới, em hiểu không? Nhưng bây giờ thì bị che mất rồi đấy, anh Bảnh che mất em ấy rồi, hiểu không? Em hiểu vấn đề chưa? Đấy, tiếp theo nữa là đến thằng bây giờ là anh ấy muốn em ấy nằm bên tay phải, đúng không? Thì làm như nào, đúng không? Đấy, thì bây giờ muốn em ấy nằm bên tay phải ấy, thì vừa lấy là vừa lấy đây, anh hướng dẫn cho em là cái thằng ơ bao và thằng phi lao, đúng không? Thì bây giờ nhá, sẽ có một thằng là thằng tu right off, tu net off. Đấy, hai thằng này là sẽ quy định là ở bên trái hay bên phải, hiểu không? Đây ví dụ như cái tu en họp nhá, nếu như ví dụ tu en họp thì sao cũng thế thôi, nhưng mà anh khuyên thật nhá, mình sử dụng about này, be loud này, tu right off và tu net off nó đủ rồi. Chứ còn nếu bởi vì hôm nay là cái thằng tu en họp đây, hôm nay nó sẽ báo đỏ, em báo đỏ là nó báo lỗi ấy, em hiểu không? Có nghĩa là ở đây nó báo lỗi đơn giản thôi, có nghĩa là báo lỗi này là sẽ có một cái vài cái thuộc tính mà thằng con mà Loman như nào nhỉ, đây nhá, đây đơn giản như này, cái thằng app của em ấy, ví dụ như app của em ấy, nó khi mà em viết lên ấy có thể cài được trên rất nhiều cái điện thoại, đúng chưa? Đúng chưa? Đời từ cao đến thấp, nhưng sẽ có một cái vài thuộc tính mà đời thấp nó không thể nhận được, em hiểu không? Đấy, thì cái thằng tu end of này, nôm na là nó sẽ nó nảy sinh ra cái trường hợp là ví dụ có một cái phiên bản
Đây nó đang thông báo là phiên bản thằng 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 17 nó không sử dụng được kìa. Đấy. Em hiểu không? Đấy. Nên là còn cái thuộc tính to right off, ví dụ to right off này. Anh Bảnh này, em sẽ làm bên phải anh Bảnh. Và cái thằng center inference anh sẽ để inference bằng chu đấy, là mặc định là em sẽ nằm ở bên phải anh Bảnh đấy, và ở giữa. Em hiểu không, hiểu vấn đề chưa? Đấy, có mấy đơn giản, ví dụ như kiểu là bây giờ muốn làm bên trái là gì, to left off đó, hiểu hiểu vấn đề chưa? Đấy, nói chung về cái vị trí các item mà em sử dụng trong thằng Reddit là nó khá là rộng vậy, nó khá là rộng vậy. Đấy, đấy là về cái thằng Reddit layout à, các item trong Reddit layout. Anh xem mà còn thằng gì ấy nhỉ? Đấy. Hết rồi. Đấy là về các cái vị trí về các item trong Reddit layout. Đó. Cái này chú ý nhá, cái này chú ý nhá Luna, là trong trong cái thằng Android ấy, nó có rất nhiều loại layout, em hiểu không? Có rất nhiều loại layout, thì cái thằng Redis này nó chỉ là một phần thôi. Android đây, các loại layout đấy, em nhìn sử dụng này, ở đây ra một đống này: Redis layout, Line layout, Git layout, Table layout, Frame layout và Content layout. Thì mỗi thằng này em cứ hiểu là nó sẽ là một thằng cha, và nó sẽ dạy con theo những cách khác nhau, đúng không? Đúng chưa? Đấy, ví dụ như kiểu là cái thằng Reddit layout ấy, thì cái vị trí của thằng con ấy thì sẽ được, hôm nào nó sẽ nhì nhằng hơn là các cái thằng khác, đúng không? Đấy, nó sẽ nhì nhằng hơn là các thằng khác. Thì cứ từ từ thôi, anh sẽ chỉ cho em về các cái thằng khác nữa. Em có một câu hỏi là Ừ. khi nào mình dùng thằng relative layout mà khi nào mình dùng thằng linear, kiểu giống như là mỗi ý là trường hợp nào là mình dùng thằng khác, Trường hợp nào không cơ? Nó sẽ có ý không là hả? sao ta, ý là trường hợp nào thì mình dùng thằng layout khác mà trường hợp nào thì mình dùng thằng layout khác. Ok, anh hiểu 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 vấn đề rồi. Tùy với từng trường hợp đấy ạ. Tùy trường hợp. Đơn giản nhá. Đơn giản nhá. Bây giờ đơn giản như này thôi, được chưa? Đơn giản như này. Ví dụ ở đây anh có ba cái item, được chưa? Và cái yêu ba cái image view và yêu cầu thiết kế của anh ấy. Yêu cầu thiết kế ấy, là ba cái item nó phải làm, ba item nó phải làm từ trên xuống dưới như thế này, được chưa? Kiểu kiểu nó phải làm từ trên dưới này. Thì bây giờ nếu như em dùng thằng Redis layout nhá, bây giờ ví dụ anh sẽ xóa hết đi, dùng Redis layout này. Thì Redis layout thì bây giờ đầu tiên anh sẽ phải sử dụng thằng layout bilao cho cái em này làm dưới thằng anh bảng anh ảnh một, đúng chưa? Anh ảnh một đúng không? Và anh đặt ID cho em này, ID cho em này là gái xinh đấy. Ôi bỏ mẹ chết rồi, bật cái cây gái xinh đấy. Và anh bảng hai của anh phải làm dưới gái xinh, thì có vẻ ở đây anh bảng hai của anh ở đây đúng không? Anh hai ở đây nó sẽ be loud dưới gái xinh, và cái center inference cũng bằng true đúng không? Đấy, tiếp đến nữa anh tự nhiên xong rồi một thời gian, đại khái là thời gian trôi nhanh lắm, nôm na là thời gian trôi nhanh lắm, dẫn đến cái việc trường hợp là em phải bảo trì code. Thế giờ khách hàng lại sinh ra tiếp một cho em một cái thằng nữa, là một em gái xinh nữa, gái xinh nữa này đấy. Em ấy lại làm, bây giờ gái xinh này lại phải làm bên dưới cái ảnh hai, đúng chưa? Đầu tiên anh sẽ xóa cái ID trước nhá, ID anh ảnh hai, thì ở đây em lại phải be loud anh ảnh hai, đúng không? Nó dẫn đến cái trường mà bây giờ khách hàng này bảo ơ sao không không được như này, tôi muốn bốn cái item này,
bốn cái tem này, ừ công nhận nằm từ trên xuống dưới rồi, nhưng mà có bây giờ có phải nó sinh ra trường hợp mà nếu như mà sinh ra tiếp một cái anh Bảnh nữa nó làm dưới này, có phải nó bị che mất đúng không, đúng không, đấy dẫn đến cái mới lại cả kẻ nhá, cả kẻ em để như này, cả kẻ không chỉ để như này, em có thấy cốt của em nó có phải nó rất dài không, rất dài không, đấy rất dài không, nó sẽ sinh ra một cái trường hợp như thế này đấy. Bây giờ ví dụ như anh sẽ xóa hết đi nhá, anh sẽ xóa hết đi này, xóa hết tiếp này, xóa hết tiếp này, xóa hết tiếp. Nếu như mà muốn cốt ngắn lại ấy, anh sẽ sử dụng thằng line layout đấy, line layout, line layout sẽ dẫn, từ từ anh sẽ hướng dẫn buổi sau nhá, được chưa. Đấy thì Ok. em chỉ cần hiểu line layout ấy là các cái item sẽ được sắp xếp theo một chiều nhất định. Thứ nhất là vừa anh có giải thích là horizontal là từ trái qua phải đúng không? Đấy, thì nếu như cái orientation này là từ bằng horizontal, nó sẽ là từ trái qua phải. Còn vertical nghĩa là sao? Vertical nghĩa trên dưới chuẩn. Đấy, có phải thứ nhất là các em này đang các ảnh các cái anh bảng này đang đang có phải các item đang xếp từ trên dưới rồi đúng không? Và anh cho tiếp nó thêm một cái thuộc tính là thuộc tính gravity, nó là center. Đó, có phải đúng yêu cầu khách hàng không? Mà cốt cũng của mình cũng ngắn gọn không? Đúng chưa? Em hiểu không? Đấy. Thì nó dẫn đến có nghĩa là cốt mình ngắn gọn ấy thì có nghĩa là mình sử dụng cái loại layout nào ấy là do bản thân mình làm thế nào cho cốt mình ngắn gọn nhất có thể. Đúng chưa? Đấy, cốt cho mình ngắn gọn nhất có thể. Thì nó sẽ nên là anh bảo nó sẽ tùy vào trường hợp ấy, em hiểu không? Ví dụ như kiểu trường hợp này khách hàng yêu cầu như này thì em phải làm như này đúng không, còn trường hợp kia khách hàng yêu cầu như kia thì phải làm như kia đấy. Đấy là do cách mình sử dụng rồi. Ok, hôm nay là về cái Reactive Layout này sẽ là chỉ như thế thôi, và anh sẽ giao cho em một cái bài tập nhỏ nhỏ đấy, được chưa, đấy, bài tập nhỏ nhỏ.